Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin truy tố 38 bị can liên quan việc á, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Ngày 30 tháng 9, AFA loan tin vụ việc á truy tố 38 người, cựu bộ trưởng y tế nhận hối lộ 2,25 triệu USD. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam vào ngày 30 tháng 9 đã ban hành cáo trạng Truy tố 38 bị can trong vụ án công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm Covid-19, AFA dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam cho biết, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị truy tố tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD để tạo điều kiện cho công ty Việt Á trong cấp phép lưu hành bán bộ xét nghiệm Covid-19. Ngoài ông Long, còn 5 người khác thuộc ngành y tế và khoa học công nghệ từ cấp trung ương đến địa phương bị truy tố tội nhận hối lộ gồm các ông Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên, hai vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, vụ phó công tác tại Bộ Khoa học Công nghệ. Hình ảnh bản tin trên AFA. Danh sách bị truy tố còn có các quan chức của Bộ Khoa học Công nghệ gồm các ông Chu Ngọc Anh, bộ trưởng Phạm Công Tạc, Thứ trưởng, Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng của Vũ Đức Đam AFA cho hay, theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam, Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng 106 tỷ đồng, gồm 3 triệu USD, cho 6 quan chức để được tham gia nghiên cứu, kinh doanh bộ xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá. AFA nhắc lại lời ông Nguyễn Văn Yên. Phó Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu với báo chí vào ngày 16 tháng 8 cho biết đã có chỉ đạo về việc xét xử vụ việc Á liên quan đến nhiều quan chức chính phủ, trung ương và địa phương mà theo đó sẽ có một nhóm được cho là thứ yếu và sẽ được miễn chuyên cứu trách nhiệm hình sự. Ông Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết Ban chỉ đạo Trung ương đã đưa ra 8 yêu cầu cụ thể liên quan đến vụ án và cả 8 yêu cầu này được các cơ quan làm rõ có 33 vụ án được khởi tố với trên 111 bị can với 6 tội danh. AFA cho biết, cũng theo người đại diện Ban Nội Chính, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có chủ trương chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng một cách khoa học và cũng rất nhân văn, nhân ái, nhưng cũng nghiêm khắc. Hình ảnh Nguyễn Thành Long bên trái, Chu Ngọc Anh ở giữa và Phạm Công Tạc, bà quan chức tham nhũng liên quan đến Việt Á ban chỉ đạo trung ương phân loại các nhóm phạm tội trong vụ án này thành nhóm người có chức vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của đảng và nhà nước đem lại lợi ích cho việt á thì bị nghiêm trị nhóm thứ hai là nhóm chủ mưu cầm đầu chiếm đoạt số tiền lớn cũng bị nghiêm trị hết khung hết khoản nhóm thứ yếu được xác định là nhóm phải thực hiện theo mệnh lệnh đặc biệt họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi họ ở tuyến đầu chống dịch và vi phạm chủ yếu trong hoạt động đấu thầu. Theo truyền thông nhà nước, từ tháng 9 năm 2021, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an C03 đã nắm được thông tin về giá thành mua bán kit test xét nghiệm COVID-19 trên thị trường cao bất thường. Từ những nghi vấn này, C03 đã bốc gỡ ra một trong những đại án lớn nhất hiện nay liên quan đến hai bộ trưởng, hàng loạt các giám đốc CDC hàng trăm cán bộ ngành cdc và ngành y tế còn theo dư luận đại án việt á cũng chỉ là một vụ đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ dưới vỏ bọc chống tham nhũng bởi qua vụ án này một chủ tịch nước và một phó thủ tướng đã ngã ngựa về vườn đuổi gà đại án việt á cũng chỉ là hậu quả của chính sách chống dịch một cách cực đoan của chính quyền và tất nhiên là có sự chỉ đạo của đảng Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin truy tố 38 bị can liên quan Việt Á, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Việt Nam vẫn thường xuyên cử cán bộ sang đào tạo ở Trung Quốc từ nhiều năm qua. Ngày 30 tháng 9, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Hà Nội gửi người sang Trung Quốc học lớp cán bộ nguồn, công chúng lo ngại, chuyên gia nói gì. Theo đó, 20 cán bộ cấp cao của Thành ủy Hà Nội vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. AFA dẫn lời Thạc sĩ Quan hệ quốc tế Nguyễn Thế Phương cho biết, cán bộ nguồn là những người có thể được quy hoạch lên các chức vụ lãnh đạo từ trung đến cao cấp của tỉnh thành hoặc trung ương. Chuyện Việt Nam cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc không có gì là bất thường, mà ngược lại nó còn xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là ở các tỉnh nằm ở biên giới phía Bắc. Bởi vì ông Phương giải thích mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được đặt lên trên nền tảng là quan hệ chính trị giữa hai đảng, hình ảnh bài bình luận trên AFA. Cho nên Việt Nam thường xuyên cử cán bộ qua học hỏi về lý luận, làm sao để xây dựng tổ chức đảng và các cơ quan hành chính, làm sao để làm công tác dân vận tốt làm sao để áp dụng và học hỏi các mô hình phát triển lẫn nhau mà trong trường hợp này là việt nam học hỏi mô hình phát triển của trung quốc ở một số mặt ngoài ra theo ông phương những lần học tập tiếp xúc giữa cán bộ hai bên cũng là một cơ hội để việt nam có thể thu thập thông tin về tình hình ở trung quốc và cũng để xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo trung và cao cấp giữa hai nước afa cho biết Việc cử cán bộ đi học tập đào tạo ngắn và dài hạn ở nước ngoài không phải là hiếm hoi, mà đây chính là chủ trương của Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 2022, Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu mỗi năm cử người đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ cho đến hết năm 2025. Từ năm 2026 đến 2030, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ. Ông Thế Phương cho biết mục tiêu của Việt Nam hiện nay là bắt đầu chuyên nghiệp hóa hành chính công, nên mở rộng các nước gửi cán bộ sang để đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường. Ngoài Trung Quốc, cán bộ ở tất cả các tỉnh thành còn được cử đi học tập ở các nước như Úc, Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Nga, Hàn Quốc, vân vân. AFA cho hay. Hình ảnh lễ bế giảng khóa bồi dưỡng cán bộ nguồn của Hà Nội ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, việc cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc khiến dư luận chú ý hơn so với các nước khác. AFA dẫn ý kiến của nhà phân tích tình hình chính trị Việt Nam. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết, đã có nhiều đợt bồi dưỡng ngắn hạn ở Trung Quốc mà hai đảng đã thỏa thuận với nhau. Báo đảng vẫn đưa tin bình thường, còn lần này vì có bí thư Thành ủy Hà Nội sang Quảng Châu dự thì bà con thấy nó mới lại đăng ở các báo online nên bà con đọc nhiều. Tuy nhiên, quy hoạch là một việc bổ nhiệm hay không là một việc khác hẳn, ít có liên quan với nhau. Ông Nguyễn Thế Phương thì cho rằng rất khó để đánh giá về lo ngại của công chúng rằng những khóa học như thế này có ảnh hưởng đến kế hoạch bổ nhiệm cán bộ ở Việt Nam hay không. Tuy nhiên, nó chắc chắn có tác động đến quan hệ hai nước vì chính các quan chức cả hai bên qua lại thăm viếng lẫn nhau sẽ tạo ra môi trường quan hệ cá nhân và nó tạo ra nhiều kênh liên lạc để có thể hai bên giải quyết những bất đồng, ví dụ như vấn đề Biển Đông. Cần nói thêm rằng, theo thông tin từ một số cựu tù nhân lương tâm từng bị giam chung với các tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc khi ở trong tù, thì Trung Quốc thường xuyên tuyển chọn gián điệp cho họ thông qua các khóa học như thế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Việt Nam vẫn thường xuyên cử cán bộ sang đào tạo ở Trung Quốc từ nhiều năm qua. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d